Sau 4 ngày làm việc, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan đã thực hiện việc xét hỏi, công bố hành vi phạm tội của 84 trên 86 bị cáo. Ngày 11 tháng 3, hội đồng xét xử tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Chí. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất có hai tư cách, bị cáo và bị hại. Cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh: tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Nguyễn Cao Chí cũng là bị cáo duy nhất bị cáo buộc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình xét xử diễn ra sáng 11 tháng 3, bị cáo Lan đã không ít lần tỏ ra xúc động. Khai tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng cáo trạng không đúng hành vi của bà Lan phủ nhận nội dung không có vị trí nhưng nắm 91% cổ phần SCB. Bà Lan cho rằng trong quá trình điều tra có lúc bà khai đúng, có phần khai chưa đúng và bà chưa bao giờ xác nhận nắm giữ 90% cổ phần SCB. Bà Lan cho rằng mình chỉ nắm 4,9% cổ phần SCB, hai con gái của bà nắm giữ mỗi người gần 5%, tất cả thành viên trong gia đình bà nắm giữ dưới 15%, bạn bè ở nước ngoài 30% và của bạn bè ở Việt Nam 30%. Chủ tọa cho rằng bà Lan nắm giữ dưới 5% cổ phần trên giấy, còn thực chất những người khác đứng tên cổ phần giùm bà, nhưng bà Lan cho rằng những người đang quản lý cổ phần họ không biết mặt bà. Những người đứng tên này không có việc làm thì được Tạ Chiêu Trung nhờ đứng tên vì người nước ngoài không thể đứng tên góp vốn được. Bà Lan cho biết bạn bè của mình là Việt Kiều Canada, Việt Kiều Úc, Việt Kiều Mỹ vì tin tưởng nên góp vốn. Cổ đông nước ngoài thì bà Lan bảo lãnh chứ không phải của bà. Chủ tọa chất vấn về việc những người đứng tên cổ phần đều khai đứng tên cho Trương Mỹ Lan thì bà Lan xin được nói về những cổ đông nước ngoài này. Theo đó bà Lan khai rằng những người này trước đây chỉ vào giúp SCB thôi, không có mục đích gì khác. Lúc đầu là do bà ra sức thuyết phục họ. Trước khi hợp nhất ba ngân hàng vào ngày 1 tháng 1 năm 2012, bà Lan nhận được lời động viên từ một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước nhờ kêu gọi cổ đông ba ngân hàng đừng quậy phá vì ba ngân hàng khác nhau, lãnh đạo khác nhau, bằng mọi giá phải kêu gọi tiếp tục hợp nhất. Tiếp theo, ngân hàng nhà nước nhờ bà phải đi kêu gọi bạn bè đầu tư để làm sao phải nắm số cổ phần trên 65%. Nhóm này góp tiếng nói cùng bị cáo để hợp nhất thành công. Lúc đầu bà Lan từ chối nhiều lần vì không có nghiệp vụ ngân hàng, nhưng các anh ở ngân hàng nhà nước đã trấn an vì bà có tiếng nói, uy tín với các cổ đông. Theo lời kể, bà Lan cho biết mình được yêu cầu nhóm bạn bè phải chiếm trên 65% cổ phần, phải kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài thì mới dễ thành công. Bà Lan còn được yêu cầu cho mượn tài sản đưa vào cơ cấu ngân hàng. Sau đó bị cáo Trương Mỹ Lan khóc nói rằng: "Tôi rất là buồn vì không nghĩ tôi có ngày hôm nay." Về việc tất cả các bị cáo tại phiên tòa đều khai làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, kể cả các bị cáo làm trong cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, bà Lan cho rằng các bị cáo khác khai không đúng. Bà cho rằng ông Nguyễn Văn Thùy, nguyên phó trưởng ban giám sát tổng hợp, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, dù không biết mặt bà nhưng vẫn khai làm theo chỉ đạo của bà Lan và nếu đã thân tín của bà thì không thể làm vài tháng một năm rồi nghỉ. Khi được yêu cầu giải thích đối với lời khai của các bị cáo về quyền điều hành ngân hàng SCB, bà Lan cho biết hội đồng quản trị khi hợp nhất ba ngân hàng thì bà chỉ kêu gọi cổ đông vào, kêu gọi đừng gây lộn, cứ tin vào ban điều hành của SCB đi. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn, anh em phải tính làm cách nào để trả được 20.000 tỷ cho ngân hàng nhà nước. Bà không có nghiệp vụ ngân hàng, hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát cũng không có ai tham gia. Vị trí của bà chỉ là giúp giải quyết tài sản chứ không điều hành. Bà cho rằng nếu đúng như cáo trạng nói thì không thể ngày hôm nay tất cả tài sản của bà đều nằm ở SCB, của cả gia tộc nợ nần. Với cáo buộc đưa người thân tín vào SCB nắm giữ các chức vụ quan trọng, bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải thân tín của mình. Về việc bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bị truy tố vì giúp sức tích cực để bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Bị cáo Lan nói bị cáo Văn khai không đúng. Bị cáo cũng phủ nhận việc hối lộ của bà Đỗ Thị Nhàn, thời điểm này là trưởng đoàn thanh tra thuộc ngân hàng nhà nước, vì cho rằng không biết người này. Trước đó tại phiên xét xử ngày 7 tháng 3, trả lời câu hỏi vì sao chỉ có một mình bà Trương Mỹ Lan vay, còn lại 10% mới cho người khác vay. Bị cáo Văn khai, thời điểm đó bị cáo rất tin tưởng tài năng của bà Trương Mỹ Lan sẽ giúp ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu sau khi sắp nhận ba ngân hàng. Cáo trạng quy kết bị cáo Văn giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan
chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 192.400 tỷ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 101.200 tỷ đồng. Bị cáo Văn nói, xin hội đồng xét xử xem xét, bị cáo chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi. Vì vậy, trách nhiệm bồi thường phải thuộc về bị cáo Trương Mỹ Lan, chứ không thể là người làm thuê như bị cáo. Liên quan đến hành vi đưa 5,2 triệu đô la Mỹ tiền hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, bị cáo khai đã 3 lần gửi các thùng trái cây được dán băng keo kín cho bị cáo Nhàn theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng, sau đó mới biết là chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Cũng trong ngày 11 tháng 3, trình bày tại tòa, bị cáo Chí thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Ông này bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền của bà Lan, tổng cộng 40 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.000 tỷ đồng. Thông qua 3 hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trả lời hội đồng xét xử, ông Chí thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội, cho biết quen bà Lan từ năm 2017 với tư cách là các doanh nhân, chỉ là chị em, bạn bè. Số tiền 1.000 tỷ đồng nhận từ bà Lan qua các giao dịch bằng miệng, không có hóa đơn chứng từ. Khi có thông tin bà Lan bị khởi tố, bị cáo rất bối rối bởi đang có nhiều hợp đồng cần phải thanh toán. Theo chủ tịch tập đoàn Capella, sự việc bà Lan bị bắt khiến ông có khả năng phải trả bà Lan gấp đôi số tiền đã nhận. Về nguyên nhân xóa sạch các giao dịch nhận tiền từ bà Lan, ông Chí trình bày, bị cáo đắn đo về quyền lợi của chị Lan, cân nhắc công khai quan hệ thực tế hay công khai quan hệ trên giấy tờ. Lúc đó truyền thông loan tin dữ dội về hệ thống của bị cáo quan hệ với chị Lan, sợ ảnh hưởng nên bị cáo muốn tách bạch ra. Cáo trạng xác định, sau khi bà Lan bị bắt giam, Chí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích là nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty Văn Lan của bà Lan để chiếm đoạt tiền 1.000 tỷ đồng. Ông Chí trình bày thêm rằng, ngay sau đó đã nhận ra vấn đề không hề đơn giản, đến đã đề nghị hoàn trả tiền vào hệ thống của bà Lan nhưng không được chấp nhận. Ông Chí thừa nhận bản thân nghĩ giao dịch mà để người khác đứng tên có nghĩa là chị Lan không muốn công bố và việc này đã dẫn đến sai lầm của ông và cho biết mình chỉ mong có lợi cho bà Lan. Theo chủ tọa, trên thực tế, các hành vi của bị cáo là nhằm loại trừ trách nhiệm của mình với khoản tiền đã nhận của bà Lan. Hội đồng xét xử ghi nhận ông Chí mong muốn khắc phục toàn bộ số tiền 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Được hỏi với tư cách là bị hại ngay sau đó, bà Lan cho rằng quan hệ giữa mình với ông Chí như chị em, tiền bạc trước giờ rõ ràng và không có ý kiến về lời khai của bị cáo. Bà Lan cho biết rằng mình bị bắt nghĩ rằng việc làm của ông Chí chỉ là tai nạn. Bà Lan cũng cảm ơn cơ quan điều tra đã chứng minh bà không vu khống cho ông Chí, đồng thời mong hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Chí. Trước khi kết thúc phần xét hỏi, ông Chí một lần nữa trần tình về nguyên nhân động cơ phạm tội là trong bối cảnh bà Lan bị bắt chứ không cố ý chiếm đoạt tiền. Chủ tịch tập đoàn Capella mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ, đồng thời nói lời cảm ơn bà Lan đã xin giảm án cho mình. Ông Chí nói, chị Lan yên tâm, số tiền của chị sẽ được khắc phục toàn bộ, xin chúc chị sức khỏe. Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ tiền mặt hơn 93 tỷ đồng khi khám xét người, nơi làm việc của ông Nguyễn Cao Chí. Đến nay, gia đình bị cáo này đã nộp khắc phục hơn 640 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản.